Ok, trận đấu thứ hai, trận đấu giữa Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Tuấn Anh. Nguyễn Tiến Minh đại diện đội cầu lông Hồ Chí Minh, Nguyễn Tuấn Anh đại diện đội cầu lông Bắc Ninh. Điểm số đang là 3-0 cho Nguyễn Tiến Minh, 4-0 cho Nguyễn Tiến Minh. Nguyễn Tiến Minh cứu cầu rất tốt, 4-0 rồi. Thực sự để đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh thì ở Việt Nam thì không có đội nào đủ khả năng cả. Bắc Ninh sẽ lựa chọn chiến thuật đó là giữ sức để có thể giành được ngôi nhì bảng để có thể tiến vào trận bán kết trong. Mục tiêu của Bắc Ninh sẽ là vượt qua Quân Đội và vượt qua Bắc Giang. Thoải mái. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Trở lại với livestream của Hùng đi. Ok, xin chào anh Trường VNB. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người giúp Hùng chia sẻ livestream này đúng không ạ? Livestream mới, vừa thay máy mới rồi. Phải đăng ký hai máy nhưng sợ không vẫn không đủ ly hết tối nay. Tí Nguyễn Hải Đăng và Cao Cường chắc đều vào sân. Ok, cầu không qua lưới rồi. Điểm 6-0 cho Nguyễn Tiến Minh. Có vẻ anh Tuấn Anh cũng buông rồi, sợ tốn sức. Mai không đánh được. Bình luận viên phân tích rất rõ ràng. Đường cầu Tiến Minh rất chuẩn. Cầu ngoài sân. Điểm 7-0 cho Nguyễn Tiến Minh. Quân Đội nào đánh có đi không anh? Quân Đội Lê Đức Phát anh ơi. Lê Đức Phát đang dẫn 11-4 rồi, xét đầu thứ hai. Nói chung Bắc Giang ăn được. Phát bây giờ đánh hay lắm. Điểm số đầu tiên cho Tuấn Anh. Điểm 1-7. Bánh mì ngon thế. Nước cho anh lưu chim ít nước một cô. Không cần đâu mà. Ok, anh Lê Quân đang ăn cái bánh mì. Tối về ly xong rồi mới đi ăn. Tại nãy mệt quá vừa mới ngủ dậy ra sân luôn. Điểm 8-1 cho Nguyễn Tiến Minh. Có vẻ anh Tuấn Anh cũng không muốn cố. Có cố thì cũng không được. Rất hay. Điểm 9-1 cho Nguyễn Tiến Minh. Đúng rồi anh Lê Quân. Tiến Minh thì ở Việt Nam vẫn không có đối thủ. Xét đấu 1 hay hơn anh Tuấn Anh. Anh còn đánh, anh còn cố. Em xét này có vẻ buông buông rồi. Đánh. Cầu không qua lưới. Điểm 11 cho Nguyễn Tiến Minh. Tiến dậy có gói khởi động đi. Đây là anh Tiến Bún nhá. Thấy không? Ừ, sao nhìn mặt khác hôm nọ đi nhỉ? Nhìn ngoài đẹp trai hơn à? 60 với lại welcome. Ok, xét đấu thứ Thành phố Hồ Chí Minh thì chắc lại vô địch thôi. Làm gì có đội nào có cửa, các đội khác đặt mục tiêu chỉ có nhì với ba là cùng thôi. Vì ba đơn của Hồ Chí Minh thì ăn đứt tất cả các đội rồi. Đơn này đơn mấy thì... Đây đơn 1 à? À đơn 2, đơn... À đơn 1, đơn 1. Cường đánh rồi. Thì Linh có đánh giải này không nhỉ? Ừ,
Thùy Linh đánh cho Cần Thơ nhỉ? Đồng Nai á. Thùy Linh đánh cho Đồng Nai. Cần Thơ năm nay không tham gia đồng đội nữ sao? Không có áp lực đấy. Đội sân bên cạnh cũng đang là cuộc đối đầu giữa quân đội và Bắc Giang. Trận đơn thứ nhất thì Lê Đức Phát đang dẫn trước với điểm số 17-5 trong trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ nhất thì Đức Phát thắng cũng khá sâu. Mới có 11-1 thôi mà. Cầu ngoài sân 12-1. Tiến Minh quá gắt. Đánh rất tập trung, không cho đối thủ có không có nhường điểm nào hết. Mười ba một cho Nguyễn Tiến Minh. Tiến Minh đánh cho Thành phố Hồ Chí Minh nữa mọi người. Sợ nhờ Lê Đức Phát đánh hay thế. Điểm số cuối cùng ở trận đấu giữa Lê Đức Phát và vận động viên Hà của Bắc Giang điểm 20-5. Cầu ngoài sân 6-20. Quay trở lại bình luận trận này thôi. Cầu của Tiến Minh quá chuẩn, vẫn trong sân. Trước thi đấu 30 phút. Sóng lên đây ta đang. Ok, điểm 14-1 cho Nguyễn Tiến Minh. Vâng, những pha vạn sườn của Tiến Minh rất bất ngờ. Ok, anh Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh lại nhất rồi chứ không phải. Trận thi đấu tiếp theo, trận đơn số 2, trận đơn thứ 2, Thanh Tú đại diện đội quân đội. Tuấn Anh đại diện đội Bắc Giang. Điều hành trận đấu trọng tài chính Cường Thuyên, trọng tài trọng cầu Anh Tuấn. Điểm số 17-1 cho Nguyễn Tiến Minh. 17-1. Có cách biệt. Cầu ngoài sân 18-1 cho Nguyễn Tiến Minh. Vâng, không thể tin được. Tay vợt Nguyễn Tiến Minh dẫn trước tay vợt Tuấn Anh Bắc Ninh 18-1. Trận đấu thứ nhất thì 21-13. Tuấn Anh có nhiều đường cầu hay nhưng bây giờ thì chắc là đuối rồi. Mình cả cũng không muốn cố nữa rồi. Cố thì chắc cũng lên được 12-13 điểm đấy, nhưng mà thôi giữ sức. Cố 12-13 điểm. Cầu ngoài sân, điểm số thứ 2 cho tay vợt Bắc Ninh, 29. Ở sân bên cạnh thì cuộc đối đầu giữa quân đội và Bắc Giang cũng đã bước sang trận đấu đơn thứ hai. Ở trận đấu đơn này, vận động viên Thanh Tú của quân đội sẽ đối đầu vận động viên Tuấn Anh của Bắc Giang. Đội hai vận động viên rất trẻ. Và vận động viên Tiến Bún của Bắc Ninh thì cũng đang khởi động để chuẩn bị vào sân. Cũng rất thích phong cách thi đấu của anh Tiến Bún. Sân số 1, trận đơn thứ 2, Hải Đăng đại diện đội Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến Bún của Hải Đăng đại diện đội Bắc Ninh. Điều hành trận đấu trong tài chính Duy Khánh, trọng tài đọc cầu.